Có một cô gái tên Tina 6 tuổi và dễ thương. Cô rất thích đồ chơi bằng gỗ, nhất là con ngựa gỗ xinh đẹp được một người chú tặng khi cô mới 2 tuổi. Con ngựa gỗ đã trở thành bạn thân và cô xem nó như một con vật sống. Cô có một anh trai 9 tuổi. Một ngày kia, cô đi nghỉ mát với gia đình đến một khu thắng cảnh thiên nhiên. Cô luôn mang con ngựa gỗ bên mình để cùng vui chơi với cảnh thiên nhiên. Tới ngày về, khi cô thu dọn đồ đạc với anh trai thì bất ngờ con ngựa gỗ bị rơi xuống đất và bị gãy một chân tina rất buồn và khóc thầm một mình khi cả nhà đã thu xếp xong mọi thứ để lên đường thì tina vẫn ngồi một mình ủ rũ với con ngựa gỗ gãy chân thấy vậy anh của tina chạy đến an ủi cô em tina dễ thương đừng lo lắng và buồn bực nữa đó chỉ là đồ chơi bằng gỗ con ngựa gỗ không có cảm giác như mình nó chỉ là một thứ vô hồn chân bị gãy đâu có làm con ngựa đau đâu ngay cả mất đuôi hay mất đầu cũng vậy anh mua cho em một con ngựa gỗ mới để thay thế được không tina trả lời anh nghĩ chân con ngựa gỗ bị gãy không quan trọng hả đúng anh nói đúng đối với anh ngay cả khi con ngựa bị vỡ tan thành nhiều mảnh cũng chẳng có vấn đề gì nhưng nếu anh là em khi một đồ chơi được thương như thú cưng bị gãy anh sẽ cảm thấy đau buồn như thế nào